Xin chào các bạn và các em. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ một video chủ đề rất là thú vị. Đó chính là bạn làm gì khi bạn đã có một lượng từ vựng khá là tốt và một lượng ngữ pháp cũng rất là nhiều, nhưng bạn vẫn không thể nói được tiếng Anh tốt. Mời các bạn và các em hãy đón xem video để biết được chúng ta sẽ làm gì nhé. Ok, hãy tưởng tượng thường là các bạn học sinh lớp 9 trở lên, các bạn có một lượng từ vựng rất là đồ sộ. Nếu mà chúng ta học thuộc mà chúng ta nhớ hết à, phải nói rất là đồ sộ. Lớp 9. Và lớp 9 thì hầu như đã học hết tất cả các cái cấu trúc ngữ pháp của tiếng Anh. Đó, chỉ lớp 10, 11 và 12 chúng ta sẽ học chuyên sâu hơn. Có nghĩa là có những chủ đề, những cái cấu trúc ngữ pháp nó khó hơn, hiếm hơn, đặc biệt hơn, mà thật ra thì những cái điểm ngữ pháp đó thật sự không cần thiết lắm trong cái việc giao tiếp các bạn. Ở một cấp độ học sinh lớp 7, lớp 8 là chúng ta đã dư sức để giao tiếp rồi. Ok, vậy thì câu hỏi đó là khi mà các em đã có nhiều từ vựng, ngữ pháp cũng đã học đầy đủ nhưng lại không thể nói được tiếng Anh một cách lưu loát thì chúng ta sẽ làm gì? Thì nhiều khả năng là những bạn gặp trường hợp này, đó là những bạn không dành thời gian cho cái môn nghe và rất là xem nhẹ môn nghe, bởi vì môn nghe ở trường chỉ lấy 2 điểm, 8 điểm còn lại là những cái bài tập và ngữ pháp. Thì chúng ta không tập trung nghe thì chắc chắn sẽ không có nghe được. Và không nghe được thì chúng ta không thể nào nói được một cách giống với người nước ngoài. Chúng ta muốn có một cái ngữ điệu, một cái phát âm hay ho, nó giống với người bản xứ, giống như là người Mỹ, người Anh, thì chúng ta phải nghe để mà chúng ta hiểu được. Nó giống như là, hãy tưởng tượng là não người nó có một cái tần số vậy. Thì cái ngôn ngữ của ngôn Anh nó cũng có một cái tần số, và mình phải nghe nhiều để cái não mình nó bắt kịp cái tần số đó thì mình mới có thể cảm thụ được và mình sẽ nói được nó hơi giống như vậy. Đấy. Thì việc cần làm mà sẽ không gây chán cho các bạn đó chính là chúng ta hãy lên YouTube. YouTube là một cái nguồn học tiếng Anh rất là vô tận, rất là khủng khiếp ha. Hãy chọn một cái chủ đề mà mình yêu thích. Ví dụ mình thích phim, mình xem phim, không quan trọng là mình chọn cái gì ha. Mình thích xem thế giới động vật thì mình xem thế giới động vật. Mình thích xem, như riêng thầy thích xem những cái video nói về kinh doanh, về phát triển bản thân, về đầu tư, hay thì xem những cái kênh nói về những chuyện đó. Nhưng mà chúng ta hãy xem những cái kênh mà nói bằng tiếng Anh, nói bằng tiếng Anh 100% nhé các bạn. Mục đích không phải là để học từ vựng, không phải để hiểu, mà là mục đích nghe. Chúng ta nghe không cần hiểu, ok, bởi vì chúng ta cũng chẳng có hiểu đâu. Mục đích của việc nghe mà không cần hiểu này, đó chính là chúng ta sẽ làm quen cho cái bộ não của mình đó. Nó rèn luyện cái sự nhanh nhạy, nó nghe kịp. Chúng ta chỉ cần nghe được những cái từ nào mà chúng ta đã học rồi thôi là ok lắm rồi. Và có thể chúng ta có thể bật subtitle lên, nó sẽ hiện lên, nó chạy theo. Thì chúng ta cố ý nghe chủ yếu là những yêu cầu, những cái thứ mà mình cần phải nhớ, đó là nghe cái ngữ điệu của nó như nào, lên xuống. Người Việt rất là phạm sai lầm là nói tiếng Anh nó giống tiếng Việt là bởi vì nó nghe một hàng hay này, nó không có cái sắc thái gì cả. Trong cái đó cái ngôn ngữ là ngay cả một cái từ đó, ví dụ nó là I'm very happy, mình nói mình đang nói là mình tôi rất là vui, mà mình nói rất là I'm very happy đâu có được. Ngôn ngữ là một thứ để mà chúng ta thể hiện cảm xúc nữa, đúng không? I'm very happy, I'm really really happy, như vậy thì nó mới đúng chứ. Thì việc mà chúng ta nghe trong thực tế cái từ đó nó nói làm sao, hay là một cái yêu cầu
thứ hai, thứ nhất là nghe ngữ điệu lên xuống lên xuống ha, thứ hai là nghe cái từ mình đã học trong thực tế họ nói như sao đấy, và rèn luyện cái tai của mình nó nghe kịp. Rất là nhiều học sinh cái trường hợp này, mở một đoạn ghi âm lên, đoạn MP3 lên, đoạn hội thoại nói chuyện thì không có hiểu cái gì luôn. Trong khi đó mở script ha, mở những cái chữ mà người ta giao tiếp với nhau á, nói chuyện với nhau á, thì hầu như là không có một cái từ nào mới cả, từ cũ đọc lên, đọc vô là hiểu liền, nhưng mà không nghe được, khi mà nghe không có hiểu. Thì đó là do mình không có đào tạo, không có rèn luyện cái tai của mình á, cái tai của mình á nó nghe không kịp. Nên cái mục đích của cái việc mà thầy chia sẻ cho mọi người á, là trong một cái kênh mà theo ưu thích đó nha, đừng, bởi vì học tiếng Anh á, mà mình cố gắng mình học những cái tài liệu mà nó gây cho mình chán á, thì khả năng mình thất bại, mình bỏ cuộc là rất là lớn. Nên mình phải lựa những cái thứ nào mình rất là thích đó. Mình thích xem phim thì mở phim, thích xem nhạc mở nhạc, thích xem thế giới động vật mở thế giới động vật, nó nói về những con thú này nọ rất là thích, ok thì cứ xem, nhưng mà xem 100% bằng tiếng Anh đấy đó. Thì khi mà xem như vậy cái tay mình sẽ quen, cái tay mình được rèn luyện kỹ, ngày qua ngày nó sẽ quen. Rồi khi mà mình đã gọi là đã thấm rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình bật sách lên, mình sẽ từ từ mình hiểu. Đó là có nghĩa học chuyên sâu hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu á thì thầy khuyến khích là các bạn các em hãy xem, không cần hiểu cũng được, không sao, không phải là mất thời gian đâu. Bộ não của chúng ta có những cách mà nó lý giải riêng của nó, cứ nghe như vậy nhé. Ok, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào YouTube, tìm kiếm những cái chủ đề mình yêu thích, ví dụ như thời trang, fashion, ví dụ những video như thế này ha, fashion trends, những cái xu hướng thời trang. But that doesn't necessarily mean that I adopt all of them. In fact, if I think about it, I'm quite a late adopter to many trends. It's fairly rare for me to see. Ok, để tránh vấn đề về bản quyền, thầy sẽ mở một chút xíu thôi ha. Cô này nói tiếng Anh rất là tốt. Bởi vì thì có rất là nhiều kênh làm nội dung bằng tiếng Anh nhưng mà có khi là không phải là người bản xứ. Chính vì vậy, họ nói tiếng Anh cũng không được hay lắm ha. Nên sắp những cái kênh nào mà nói tiếng Anh mà người bản xứ họ nói thì tốt hơn nha. Their population is unknown. A lot of divers started looking for them and keeping them as pets, so the Australian government passed a law protecting them. Hồi nãy thầy xem, thấy cái kênh này cũng có rất là hay. Đó là cái kênh Origins Explained. Giải thích nguồn gốc ha. Những cái động vật mà rất là kỳ lạ mà khó là tin là có thật à. Thầy cũng sắp rất là nhiều kênh ha. Các bạn có thể nhìn thấy thầy sắp rất là nhiều kênh. Đấy, đây là một trong những cái kênh mà cô này nói chuyên về những cái kỹ năng làm kinh doanh đồ này nọ. Ví dụ như là cái kênh, như ví dụ như là một cái video rất là hay. My entrepreneurial journey has been a wild one, as it is for most people. And last week I shared a lot of the advice and lessons I would have given to my younger self. Đấy, cô này nói tiếng Anh theo kiểu tiếng Mỹ cực kỳ hay. Giọng rất là rõ, cái chất lượng âm thanh của video rất là tuyệt vời. Đấy. Hoặc ai đó mà thích những cái video về con nít. Đây là cô này, ví dụ thầy ví dụ à. Đấy. But she's been watching Baby Einstein since she was like months old. Like she has watched Baby Einstein and it. Đấy. Cái cô này cũng là người Mỹ luôn ha. Kênh của cô là như thế này nè. Quay
chị em rất là thú vị, rất là vui ha. Đó thì đề xuất như vậy thì chúng ta có thể tự tìm kiếm thêm ha. Hãy đăng ký kênh những cái kênh nào mà nó nói về tiếng Anh mà người bản xứ ấy. Đó. À, và một cái cách mà để chúng ta học nâng cao nữa đó là chúng ta tìm những cái tài liệu mà chuyên sâu, những tài liệu ví dụ như là học IELTS đó. IELTS thì những cái file nghe của nó rất là khó, dài, về chuyên đề ví dụ như nói về tuổi thọ nè, nói về du lịch nè, nói về cũng có đôi cái lúc nói về đầu tư, đôi lúc nói về công nghệ, rất là khó, có nhiều từ vựng nâng cao rất là nhiều ha. Thì thực sự mà nói á, thì tiếng Anh á, là rất là vô vàng ha. Thầy hiện tại bây giờ vẫn đang rèn cái môn nghe, vẫn học những từ vựng mới, chứ không phải là mình giao tiếp được là mình cảm thấy ok, không có đâu. Giao tiếp rất là dễ, nhưng mà giao tiếp ở mức độ chuyên sâu, mức độ chuyên ngành, hoặc là một mức độ cao hơn là người ta nói cái gì mình dịch cho đó, nó dịch nữa, là cũng thuộc dạng là cũng cao cấp, cũng khó rồi. Thì hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho những cái bạn mà rất là giỏi, giỏi từ vựng, giỏi ngữ pháp rồi nhưng mà vẫn chưa nói được, chưa nói lưu loát được, có cái hướng giải quyết cho mình. Và chúc các bạn học game sẽ có được những cái accent, những cái ngữ điệu nó như người bản xứ, nó hay hơn, làm cho mình thích thú học ngôn ngữ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau. Hãy đăng ký kênh để mà lắng nghe xem những cái chia sẻ của thầy qua những cái gì mà thầy đã dạy những cái em nhỏ, rút kinh nghiệm và chia sẻ trên này nhé. Xin chào.